Thưa quý vị, còn chưa đầy 2 tháng nữa là mùa cao điểm mua sắm cuối năm, nhưng việc chuẩn bị nguồn hàng từ các doanh nghiệp vẫn khá dè chừng. Năm nay, do ảnh hưởng biến động liên tục của giá xăng dầu khiến nguyên liệu đầu vào có tăng, lãi suất ngân hàng cũng là áp lực cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 11 tháng trên địa bàn tăng hơn 45% so với cùng kỳ, cộng đồng doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng tiêu dùng vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào thị trường mùa Tết năm 2023, ghi nhận của phóng viên Đà Nẵng TV. Chuẩn bị cho mùa hàng Tết Quý Mão, cơ sở sản xuất này bắt đầu sản xuất khoảng 300.000 sản phẩm bánh khô mè. Mùa hàng Tết năm nay, cơ sở tập trung sản xuất 3 loại bánh gồm bánh khô mè đen, khô mè trắng và bánh khô mè hạt nổ. Theo cái thị trường hiện nay thì các cái nguyên liệu đã tăng từ 3 đến 40%. Hiện nay nó tăng kế theo như vậy thì cái làm cho cái thành phẩm của sản phẩm bây giờ nó cũng tăng đến khoảng 20 đến 30%. Để phục vụ thị trường Tết, các cơ sở sản xuất sản phẩm truyền thống tại Đà Nẵng cũng bắt đầu chạy sản lượng. Cùng với đó, bao bì sản phẩm cũng được làm mới để phù hợp với nhiều nhóm đối tượng tiêu dùng. Năm nay, dòng sản phẩm quà tặng, quà biếu cũng được chú trọng hơn. Sản lượng năm nay thì chúng tôi nói chung hoạt động là hơn 40 tấn. Chúng tôi xây dựng được hình ảnh của mình với khách hàng rất là tốt. Ngoài chi phí nguyên phụ liệu tăng, lãi suất ngân hàng cũng là áp lực cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, với sức mua tăng khá tốt trong 11 tháng qua, khiến họ kỳ vọng về một mùa kinh doanh Tết khấm khá hơn. Rất là may mắn, dài BW có tăng trưởng mạnh sau đại dịch. Nếu hiện nay chúng ta nói về tăng trưởng phải so trước dịch đó là 2019, thì BW vẫn tăng. Nhưng hiện nay không chỉ BW mà các ngành khác đó, khi chúng ta tăng trưởng sau đại dịch, thì phần lớn là do tâm lý tiêu dùng. Sau một cái thời gian người ta bị ức chế, thì người ta có thể mua sắm nhanh hơn, nhiều hơn và người ta thụ hưởng nhiều hơn. Trong khi đó, năm nay, các hệ thống bán lẻ cho hàng Tết liên kệ khá sớm nhằm trải dài thời gian mua sắm Tết cho người tiêu dùng, đồng thời triển khai chương trình khuyến mãi liên tục từ nay đến Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023. Thì thường thì cũng như mọi năm thì đơn vị cũng đã phối hợp với các nhà sản xuất để lên kế hoạch để tăng cường cái lượng hàng sản xuất để đảm bảo cho người tiêu dùng phục vụ cuối năm đảm bảo được mua sắm tiết kiệm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu cùng với cái sự việc là thực hiện bình ổn giá để điều tiết làm sao cái sản phẩm những cuối năm nó không có sự tăng đột biến. Bên cạnh đó vào những ngày cận Tết thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với nhà cung cấp để giảm sâu một số cái sản phẩm đặc trưng của Tết. Sau 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, việc chủ động sản xuất hàng hóa cho thị trường cuối năm đang được nhiều cơ sở chạy nước rút. Theo dự báo của ngành công thương, nhu cầu tiêu dùng dịp giáp Tết sẽ tăng đến 60% so với cùng kỳ.